Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hồng Civit. Các bạn thân mến, năm 2020 có thể được coi là một năm đại bạo của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư khi mà hàng loạt những bộ phim do cô tham gia đóng chính như Tam Thiên Nha Sát hay Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đều gây được tiếng vang vô cùng lớn. Không những vậy, nữ diễn viên hiện tại còn nhận về cho mình rất nhiều dự án phim mới vô cùng hấp dẫn đấy. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu top 6 bộ phim Hoa ngữ mới nhất do nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đóng trong năm 2020 nhé. Bộ phim đầu tiên, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn phần 2. Sau cái kết viên mãn nhưng có phần không rõ ràng cho lắm, bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn do cặp đôi Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề đóng chính đã ngay lập tức lọt danh sách những tác phẩm cần có phần 2. Và không để người hâm mộ phải chờ đợi thêm nữa, mới đây nhà sản xuất đã chính thức tung poster đầu tiên để thông báo tới phần 2 trong năm nay. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn kể về nữ biên kịch Trần Tiểu Thiên bị xuyên không vào thế giới trong chính kịch bản của mình, trở thành nhân vật phụ Trần Thiên Thiên, nàng quận chúa độc ác, lẳng lơ và bị nam chính giết chết ngay từ chương 3 vì dám quyến rũ chồng của chị gái. Trần Thiên Thiên phải vận dụng hiểu biết của mình về kịch bản để thay đổi số phận. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn phần 2 dự đoán sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu giữa Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề ở thời hiện đại. Hiện tại, thông tin sẽ quay phần 2 đang được các tín đồ xuyên không chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội. Bộ phim thứ 2, Yêu Em Từ Dạ Dày. Yêu Em Từ Dạ Dày được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông của Lam Bạch Sắc. Bộ phim xoay quanh nhà kinh tế học Lộ Tấn do Lâm Vũ Thân đóng, với bếp phó của nhà hàng Tây tràn đầy tình yêu với ẩm thực và đầy sáng tạo trong một khách sạn lâu đời Cố Thắng Nam do Triệu Lộ Tư đóng. Cả hai đã có những tình huống giờ khóc giờ cười ngoài đời giữa Cố Thắng Nam và chủ tịch soi mói Lộ Tấn đã vô tình kéo họ lại gần nhau hơn. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng trên mạng trực tuyến Tencent trong tháng 9 này. Bộ phim thứ 3, Tình Cờ Nhặt Được Tình Yêu. Bộ phim Tình Cờ Nhặt Được Tình Yêu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ sau khi trang chủ đưa ra thông báo chính thức. Phim kể về Cố An Tâm do Triệu Lộ Tư đóng, vô tình nhặt được quý ngài giám đốc bá đạo đang tranh quyền thừa kế tập đoàn Lăng Việt do Lưu Đạc đảm nhận và đem về nhà. Hai người có hai cuộc sống và thân phận khác biệt, sau đó đã nảy sinh tình cảm với nhau sau một thời gian ở chung. Từ đó mở ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào trong cuộc sống hiện thực. Bộ phim thứ 4, Trường Ca Hành. Trường Ca Hành được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Hạ Đạt, lấy bối cảnh thời Đường và kể về cô gái Lý Trường Ca, vốn dĩ xuất thân là Vĩnh Ninh công chúa. Thế nhưng triều đình phát sinh sự cố, Lý Trường Ca buộc phải rời khỏi cung điện để tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Nàng lưu lạc trong giang hồ và kết bạn được với A Sử Na Chuẩn do Ngô Lỗi đóng, quyết tâm bảo vệ hòa bình của Đại Đường lẫn Thảo Nguyên. Trong phim, Triệu Lộ Tư đóng vai nữ thứ Lý Lạc Yên với tạo hình vô cùng xinh đẹp. Bộ phim thứ 5, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử. Sau Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Triệu Lộ Tư tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử. Vừa nghe qua tựa đề đã có thể thấy đây sẽ là một bộ phim tình cảm hài hước. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, chủ yếu nói về câu chuyện con gái của nhà Đại Tư Mã trở thành đệ tử đầu tiên ở Quốc Tử Giám. Khác với những bộ phim cổ trang trước đây của Triệu Lộ Tư, lần này cô nàng chẳng thèm xuyên không nữa mà sẽ sắm vai một nữ tử cải trang thành nam nhân để theo học tại ngôi trường nổi tiếng. Hàng loạt tình huống giở khóc giở cười sẽ xảy ra với cặp đối chính, để rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén từ lúc nào không hay. Được biết, Triệu Lộ Tư sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên Từ Khai Xính trong bộ phim này. Bộ phim thứ 6, Tử Xuyên. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong phim mới mang tên Tử Xuyên, nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả. Tử Xuyên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lão Trư, xoay quanh nhân vật chính Tử Xuyên Tú, người được gia tộc Tử Xuyên, một trong ba gia tộc lớn nuôi dưỡng. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, hợp nhất quân đội, sau khi dẹp yên phiến loạn trong rối ngoài loạn của hành tinh ánh sáng, Tử Xuyên Tú quyết định dẫn dắt mọi người trở lại trái đất. Cả câu chuyện là sự kết hợp của ma huyễn và quyền đấu, là tác phẩm đỉnh cao của tiểu thuyết giả tưởng Trung Quốc. Vừa qua thì các bạn vừa cùng chúng mình tìm hiểu về top 6 bộ phim hay nhất do nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đóng trong năm 2020. Và nếu bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh. Đừng quên bấm vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!